Video mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nhân bản để chỉnh sửa anh nha các bạn. Rồi bây giờ sau đây các bạn vào cửa hàng Play. Thành công cụ ở phía trên các bạn gõ là Adobe Photoshop Fit. Ok, xong đã tải về điện thoại Adobe Photoshop Fit. Đây, biểu tượng của phần mềm Adobe Photoshop Fit. Ok, để bắt đầu chúng ta bấm vào biểu tượng. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào dấu cộng ở phía dưới bên tay phải. Bên tay trái phía trên chúng ta bấm vào tắt quảng cáo. Chúng ta bấm vào công cụ phía trên. Tiếp là chọn hình ảnh. Rồi chúng ta bấm vào công cụ có tên là Hit Link. Rồi phía trên mình bấm vào công cụ xóa, có thể là kéo to hoặc nhỏ tùy thích. Nhưng mà cái này xóa không hợp lý. Bây giờ mình chuyển qua là nhân bản. Ok, muốn vào nhân bản chúng ta bấm vào biểu tượng hình người lên phía trên, bấm chọn là kích cỡ xóa. Sau đó mình lấy ngón tay bấm vào chỗ nào màu gì thì mình sẽ xóa ra màu đó. Rồi bây giờ mình bấm lên màu trắng thì mình sẽ xóa ra màu trắng. Rồi các điểm mình xóa bị dư, mình bấm qua phía bên, bấm vào điểm xóa, trong mình xóa những điểm dư, biểu tượng. Vào công cụ Hit Link và kế tiếp là nút nhân bản, trong lên phía trên chọn kích cỡ, cuối cùng bây giờ mình lấy ngón tay mình chạm vào màu mình chọn, rồi xong rồi mình tô lên cái điểm nào mình muốn tạo. Rồi màu này xấu quá, bây giờ mình xóa để mình tạo màu khác nha các bạn. Rồi bấm vào xóa, mình cho cái quần màu đó, mình bấm vào nhân bản của hình người, trong mình bấm vào chỗ nào có màu đó, những cái đỉnh xe kia. Rồi mình vẽ lên cái điểm mình muốn tạo màu đó. Bây giờ mình tạo màu đỏ cho cái chân của cô gái. Mình tạo xong hoàn thành là mình bấm qua phía bên để mình xóa những cái điểm bị dư thừa, bị tô sai, mình xóa sạch. Rồi công việc mình mặc quần cho cô gái đã xong. Mời các bạn xóa sạch hai hình ảnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình với nhé. Cảm ơn các bạn.